Rồi bắt đầu rồi. Ok bé, thì hôm bữa là bé chép cái này mà vợ rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ừ rồi ok bé. À, thì bây giờ là em sẽ nói lại đây nè. Nói lại từ số 1 cho đến cái số 44 cách đọc. Bắt đầu từ số 1. Số 1 là y Y ship. kéo dài. À đúng rồi, ship. Very good. Number 2. Y ship. Number 2 là y ship. Đúng rồi. Là y ngắn đọc cái dứt luôn. Rồi, number 3. Number 2 là u good. Đúng rồi, u ngắn. Yes, number 4. U shoot. Yeah, đúng rồi, u dài. Number 7. E bad. Very good, number 8. A teacher. Đúng rồi, number 9. A bird. Đúng rồi, ơ kéo dài, bird, number 10. Or door. O kéo dài, number 17. Seventeen. Or on. Very good, o ngắn, number 16. Are far. Very good, number 15. Up. Very good, number 14. Air cat. Đúng rồi, A bằng miệng. Cat. Very good. Rồi, number Cat. 5. Cách đọc là gì? Ear here. Đúng rồi, ear, here. Very good. Number 6. I wait. Đúng rồi, A, wait. Number 11. Or tourist. Yes, or tourist. Number 12. Tell is oi boy. Yeah, oi, boy. Very good. Number 13. I'll show. Very good. Number 18. I think air here. Air. Thì đọc là gì? Air hair. Đúng rồi, hair. Very good. Number 19. Hair. I my. Very good. Number 20. Our cow. Very good. Rồi, number 21 và number 22 khác nhau như nào? Thì còn 20 22 là boat. À, đúng rồi, một cái mặn ha. P, một cái là boat, boat. Rồi, 23. T Đúng rồi, G, number 24. the dog. Yeah, the dog. Very good. Number 25. Cheese. Very good. Number 26. Jean. Ha. Cái đọc là chờ mà. Cũng là giống như thằng này luôn. Chờ chun. June. Ok. Ok ha. Ba thằng này giống nhau đúng không bé? 23, 24 và 20. Sorry, 23, 25 và 26 đọc giống nhau. Yeah. Ok Không. không? Ừ, mình đều là chờ nhé. Chun. Ok, rồi. June. Number 27. Car. Very good. Number 28. Go. Very good. Number 29. Fly. Yes, number 30. V video. Very good. Number 31. Think. Very good, 32. The this. Very good, 33. See. Very good, 34. The zoo. Very good, 35. Sean. Soul, từ này đọc ra thật ra là soul, là chữ soul. Ok, soul, rồi. Show. 36. The television. Yeah, television. Thì em để ý cái số 32 này, để lưỡi với hai răng muốn động nhá. This, this. The Nó khác với thằng đờ này. Đờ này em để lưỡi this. trong miệng thôi, giống như đờ mình của Việt Nam đó. Đó. Còn này là this. Còn thằng này là thờ. Em để lưỡi ra răng em mới đọc. Think, think. Ok không? Think.
Rồi. Ok, very good. Rồi, xong. Thì để cho cô là 34, 36 và 44 là đọc giống như là G ấy. G mà rung á. Rung rung á. Giống như G ngoài miền Bắc ấy. Du television. Yes. Ok không? Rồi, ok. Để cho cô ba từ đấy nhá. Nó đọc giống nhau. Rồi, 37. Man Very good. 38. N nào Very good. 39. ngọc sinh Very good. Number 40. head Very good. 41. love Love. Okay. Number 42. great 43. wet Đúng rồi. Wow. Wet. 44. The last one. Yes. Ok, very good. Rồi bây giờ mình sẽ đến phần thực hành ha. Mình sẽ đến phần thực hành. Ok, bây giờ thì cô sẽ lấy một số từ ra để cho em thực hành. Em sẽ nhìn vào phiên âm và em đọc cho cô ha, đó gọi là bài tập. Rồi. Bây giờ bé nhìn vào từ này bé đọc đi. Performance. Đúng rồi, performance, very good. Can you hear the sound? Can you hear? No, right. Yes. Oh, you can hear. Yeah. Oh, that's nice. Yes. Performance. Yeah, performance. Very good. Okay. Đấy là cách đọc của British. Còn American, em đọc thử coi. Thì nó cũng vậy ha. Performance. Okay. Cô mượn cái ví dụ bên này của lớp tốt. Rồi. Bây giờ qua từ tiếp theo. Rồi, từ này bé đọc đi. Thì năm. Procedure. Procedure. Đây giờ Z mình đọc là chờ nha bé. Giờ Z đọc là The chờ. Procedure. Rồi em nghe thử nhé. procedure. Đúng không? Đúng chờ không? Procedure. Cô đọc lại pro gì? Procedure. She Procedure. procedure. Yes, procedure. Đây chữ chờ. Procedure. À. Ok chị em, đã nhớ nha, đây procedure. Ok, cô sẽ chụp và cô gửi vào trong cái thế rồi cái video là cô khách gửi cho em để em coi lại nhá. Ok, xong rồi ghi những cái này vào vở nha bạn, ghi những cái từ này vào vở. Procedure. Rồi, thử một từ khác nha. Rồi, ok, ví dụ như là từ này đi. Rồi, em đọc tiếp cho cô từ này. Resident. Đúng rồi, resident. Very good. Very good. Rồi, tiếp xem còn từ gì mới không? Từ này. Rồi, đọc từ này đi bé. Imperative. Imperative. Đúng rồi, imperative. Yes, very good. Rồi. Rồi bây giờ cô tự thử từ khác nữa. Mà cô mở lại em nghe được không? Em nghe Dạ được được. ra mở. Ok, very good. Dạ Rồi. dạ được. Bây giờ không biết là nghe được không? Index. Đây, mình sẽ đọc học từ tiếp theo thôi. No, ok. Thôi mình sẽ học từ này đi. Rồi, ok. Rồi, bé đọc cái này đi. Imaginable. 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 Em có nghe được cái này không? Dạ được, dạ được. Imaginable. Ok, imaginable. Nhá. Dạ. Imaginable. Để chữ chờ nhá. Rồi, Chưa, ok. imaginable. Đúng rồi, imaginable. Rồi, tiếp. Rồi, tiếp theo là từ này. Để đọc từ đi. Consumable. Consumable. Đúng rồi, consumable.
Consumable. Very Consumable. good. Consumable. Ok. Rồi. Rồi mấy học bài kỹ đấy chứ. Chăm chỉ đấy chứ. Cô thích học sinh chăm chỉ lắm. Tại vì học sinh chăm chỉ thì tiến bộ mới nhanh được. Ok. Rồi. Từ này tiếp đi bé. Predictable. Đúng rồi, predictable, very good. Yeah, very good. Tiếp thu rất là tốt. Rồi, continue. Rồi, how about this? Approximately. Đúng rồi, approximately. 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 Okay. Approximately. Can you hear it? Approximately. Yes. Ok. Từ này có nghĩa là khoảng. Approximately. Rồi. Tiếp theo là từ ok. Mấy mình chỉ học tập trung về phát âm thôi nha. Rồi. Rồi, how about this? Itinerary. Itinerary, very good. Itinerary. Itinerary. Ok, itinerary, very good. Nghĩa là hành trình. Itinerary là hành trình. Rồi, bây giờ mình tiếp qua từ này. Rồi, từ này bé đọc sao? Circuit. Đúng rồi, circuit, nghĩa là chu vi. Ok, vòng quanh chu vi. Circuit. Rồi, very good. Rồi, tiếp theo là từ. Rồi, từ này bạn. Pattern. Pattern. Đúng rồi, pattern. Từ này có nghĩa là mẫu pattern. 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 Rồi, very good. Rồi, tiếp theo. Kiếm từ nào nữa để cho bé. Rồi. Ok. Rồi, từ này tiếp là bé. Encourage. Encourage. Đúng rồi, encourage. Có nghĩa là động viên, khuyến khích. Rồi. Tiếp theo. Continue. How about this? Adapt. Adapt, đúng rồi, là thích nghi. Very good. Wow, that's surprise. Rồi, ok, how about this? Re-education. Đúng rồi, re-education. Nè, đây chữ chờ nghe thử đúng không? Re-education. Re-education. Đúng rồi, re-education. Re-education. Ok. Giáo dục lại. Rồi, tiếp theo. How about this? Precisely. 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 Đúng rồi. Là một cách chính xác. Rồi, ok. How about Direction. đúng rồi, direction hay là direction đều đúng. Hai, giám đốc. Sự điều hành. Ok. Mình sẽ lấy từ nào mới tiếp. Rồi, how about this? Satisfaction. Oh yeah, satisfaction. Satisfaction. Very good. Very good. Okay. So, là sự hài lòng ha. Satisfaction là sự hài lòng. Okay. So, you want to practice more about the pronunciation? Yes.
Okay, very good. Rồi, tiếp theo. Wait for me, I need to find something more difficult for you, right? Okay. 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 Representative. Yes, representative. Very good. Representative. Representative. Yeah, representative. Okay. Very good. Right. Nghĩa là đại diện ha. Okay. How about this? Potential. Potential. Very good. Potential. Potential. Very good. Okay. Là tiềm năng ha. Potential là tiềm năng. Need to find something a little bit difficult for you. How about this? Perforate. Perforate, okay. Perforate nghĩa là to make a hole or holes through something. Tức là một cái lỗ đục, một cái lỗ xuyên qua. Okay. Perforate. Very good. Rồi. Continue. Okay. Rồi, how about this? Specification. Đúng rồi, specification. Very good. Specification. Okay, specification. Okay. To find something. Can you read this, all of this? And then, yes, and then translate into Vietnamese. I just want to test your knowledge. Okay. So, can you read it? Okay. Read all of this. Yeah. Yes, speak loudly. Okay. From The we are sending. we are sending this as a confirmation of your request for the shuttle bus service to Cherry Island Airport tomorrow morning. The bus is slated to arrive at the front of the hotel at 6:15 a.m. and will depart at 6:30 a.m. The shuttle is scheduled to arrive at 6:50 a.m. If needed, you can cancel this reservation before 4 a.m. tomorrow without a service charge. To contact the front desk, dial 04 any questions you might have. We would like to remind you to make sure you have all your belongings with you when you check out of the hotel. Thank you for your patronage and have a safe and pleasant trip. Ok, ở đây bé có mấy từ ha. Còn muốn nhắc bé. Đầu tiên là chữ này. Bé đọc lại chữ này đi. Trong bài nó có chữ đó đúng không? Đây đây. Yeah. Ok, đọc lại đi. Island. Island, ok. It's not Iceland. Iceland là đất nước Iceland. Nó là cái từ khác. Còn hòn đảo là island. Không có sợ. Ok không? Là cái sai thứ nhất của bé ha. Rồi, giờ cô sẽ thu cái này lại. Ok, là cái sai thứ nhất của bé thì cô muốn gửi vào trong đây của mình ha. Để có gì bé xem lại, ok không? Là xem những cái lỗi sai. Nào, ok. Thì cô chụp màn hình và nó dính cái video của mình cả nha. Ok.
Thời là chụp màn hình nó sẽ dính kể đi, bé viết cái từ đó cho vợ thôi. Ok, Dạ. là cái từ sai thứ nhất của bé. Cái từ tiếp theo mà bé sai đó là từ ở tiếp theo là từ ok, để cô coi đây từ này bé đọc nhưng mà bé không có tự tin nha, cũng không hẳn là sai nhưng mà không tự tin thì cũng có thể là do mình không biết đấy. Ok rồi, từ này có biểu ha, nhưng mà đọc làm sao? Schedule. Again, one more time. Phải đọc theo cách này đúng không? Phải muốn đọc cách như thế này. Ok. Schedule. Schedule. Để chữ chờ nhé. Chờ. Schedule. Đó, bé thấy không? Schedule. Schedule. Yeah, chữ chờ, schedule. Ok. Từ này là bé đọc không tự tin. Bé phải coi lại từ đó luôn. Rồi, tiếp theo là từ dial zero ha. Số 0 là zero. Rồi, chữ này. Chữ này phải đọc lại chữ này đi. Reservation. Ok, phải đọc lại. Rồi, ok. Vậy là mình đọc đúng hay sai? Đấy. Phải đọc lại cho cô. Reservation. Ok, reservation mới là đúng ha. Vậy là mình đọc sai. Thế là mình cũng phải viết cái này vào cho cô nhá. Từ này nghĩa là sự đặt chỗ thôi, mình viết cả nghĩa luôn. Nghĩa đây là nó có rồi ha, từ điển Anh Anh nha. Còn nếu mà bé không biết nghĩa thì bé có thể tra lát, ok không? Tại cô hôm nay cô đang trực phát âm rồi. Reservation ha. Rồi cái từ này, từ phí này bé đọc làm sao? Charge. Ok, change thì đúng rồi, từ đó không có gì complain nào. Ok rồi, tiếp theo là từ này. Từ này kiểu như bé rất hoang mang cái từ này luôn, và có thể là không biết nghĩa luôn. Nè. Rồi từ này đọc lại còn một Patronage. 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 Yes, Patronage. patronage. Rồi bé nghe được không? Dạ được. Patronage. Ok, patronage. Thì ở đây nó có dịch nghĩa cho bé là the support especially financial that is given to a person or an organization by a patron, nghĩa là hỗ trợ đặc biệt về tài chính mà đưa cho một người hoặc một tổ chức. Ok ha, nè, sự hỗ trợ. Rồi xong, tiếp theo là ok, về bé dịch thử từ này, dịch thử đoạn này đó để cô coi cái từ vựng nó ở mức độ nào. Ok. Chúng tôi đang gửi một cái Gửi cái này như là một cái lời phản xác, hồi, gửi cái này như một cái confirmation là sự xác minh. một cái sự xác minh cho cái câu cái Yêu yêu cầu cầu của bạn về cái dịch vụ xe buýt dịch đưa đón, vụ xe buýt, rồi là đưa dịch đón. vụ xe Dạ. buýt đưa đón đến đảo Cherry, Đến phi trường đảo Cherry vào buổi đến sáng phi ngày mai. trường đảo Cherry vào sáng ngày mai, Ok. xe buýt được khởi hành Yeah. đến ngay trước khách sạn vào lúc 6 giờ 15 phút sáng Yeah. và sẽ Đến depart đến trước tại khách sạn lúc 6 giờ 15 phút sáng và sẽ khởi hành. Departure là khởi hành lúc 6 giờ. và sẽ Ok, đến. khởi hành lúc 6 giờ 30 sáng. Yes. Cái việc đưa đón thì được lên lịch Việc đưa đón thì được lên lịch để để đến 6 giờ 50 sáng. đến vào lúc 6 giờ 50 sáng. Nếu như Ok. nếu cần thiết, bạn có thể hủy một cái Việc cái việc đặt trước reservation là cái sự đặt trước này. hủy cái việc đặt trước trước 4 giờ sáng Yeah. ngày mai mà không phải Có cái phí dịch vụ trả nào hết. trả không có phí dịch Ok. vụ nào hết. Rồi. Liên liên hệ trước Và liên hệ cái bàn
ở phía trước đúng không? liên hệ Giống như bàn bài ở thức phía tâm vậy trước. đó, quay số 0, À, gọi số quay số 0. 0 cho bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có. Và Bạn có chúng thứ tôi tám, tôi rất là mong muốn để remind là gì? chúng tôi Điều mai trả lời Nhắc phản nhở, hồi nâu nhắc nhở. Tôi rất mong muốn nhắc nhở nhắc nhở hãy bạn chắc là chắc chắn chắn rằng rằng là bạn sẽ bị lo nghiền. đúng rồi, bạn sẽ có tất cả những thứ mà mang theo bạn đúng không? Belonging là những thứ thuộc về bạn đúng không? Là bạn mang theo. Đó, chắc chắn là bạn sẽ có tất cả những thứ mà bạn muốn mang theo ha. Với bạn khi mà bạn check out, tức là dọn ra khỏi cái khách Khỏi khách sạn. sạn. Rồi. Cảm ơn vì bạn đã Đã cho ủng cái gì đấy. hộ Đúng và rồi, đã ủng hộ về mặt tài chính gì đó đúng không? Và có một cái chuyến đi pleasant là gì bé? Pleasant. hài lòng. Yes, hài lòng và an toàn. Ok chưa? Rồi. Vậy là từ vựng của mình cũng khá khá thôi chứ cũng chưa phải là nhiều quá đúng không? Rồi ok, one more Dạ. time. One more. Let's see. Ok, can you speak loudly? Yes. Kiara Beauty has been a leader in the healthcare products industry for the last 15 years. Over that time, we've been able to launch several brands that have been well received by our customers, including the famed Changra Fine and Bell Flower Performance and our Perfumes. nice Ok, bé cứ đọc đi xong rồi cứ chỉnh phát âm sao. Ok, and now. and our nice shade lipstick. A Yes. better response to and anticipate our customers' needs. We mailing Western nourished to people just like you. This is your opportunity to let us know what you what want in health and beauty products. The question The questionnaire. the questionnaire takes less than 10 minutes to fill out, and you can return it to us in the accompanying paid business envelope. We hope you will take the time to do so, as it will help us better serve you in the future. Ok, ở đây có mấy từ? Từ đầu tiên là từ này. Rồi, bé đọc lại cho cô từ này. Launch. Ok, launch. Ha. Nãy bé đọc thì nó cũng gượng gạo lắm. Launch là mình bắt đầu một cái hoạt động, hoặc là đặc biệt là một cái gì đó được tổ chức, để ấy là khởi xướng ha. Launch. Rồi, ok, là từ thứ nhất. Mấy cái này là bé phải viết vào vở nhá. Đồng ý không? Mình bổ sung từ vựng thôi. Rồi, và cả nghĩa nhá, phi năm, tiếng Anh phi năm và tiếng Việt ba cột. Ok. Rồi, tiếp theo là từ từ này. Từ này từ nước hoa. Rồi, bé đọc đi. Profile. Đúng rồi, perfume. Ok, là nước hoa nha bé. Lấy đọc như sai, perfume. Mà nghe thử coi người ta đọc sao. Perfume. Ok, ha, perfume. Ok ha. Rồi, tiếp theo là từ gì nữa bé đọc sai ta. Từ này bé đọc lại từ này cho cô coi nào. Anticipate. Đúng rồi, anticipate. Tiên đoán. Rồi, cái từ này đúng rồi, từ này đọc sai nè. Ok, từ này đọc sai.
Question. Oh, sorry. Mình sẽ ra nhiều cái không ra. Ok. Đó, mình ra. Rồi, đây. Ok, phải đọc lại từ này cho cô. Hơi khó, từ này hơi khó, nó đọc sai là đúng. Questionnaire. Ok. Questionnaire. 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 Ok, đồng ý không? Đọc lại đi bé. Questionnaire. Đúng rồi. Questionnaire, ok? Questionnaire. Rồi. Questionnaire. Là cái mạng của họ nha bé. Từ đó có nghĩa là bạn của họ. Đây là đây nó dịch cho bé nè. Nó dịch là một danh sách những cái câu hỏi mà được viết mà được trả lời bởi nhiều người ở năm bọt people ha, ở một số người ha, ở năm bọt là một một số người. Cốt để cái thông tin có thể được sưu tập được 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 thu thập từ những cái câu trả lời. Ok, là bạn câu hỏi nhá. Questionnaire. Rồi. Rồi cái sai này. Tiếp theo là bé đọc lại từ này em bé. Cơ hội. Opportunity. Upper hả? Bé đọc upper hả? Opportunity. Rồi. Rồi, này. Rồi ok. Bé đọc lại đi bé. Đây là chữ O ngắn này. Đây là chữ O này. Đây là chữ U, đây chữ O, đây chữ I. Opportunity. Rồi, opportunity. Opportunity, opportunity. Ok ha. Opportunity là cơ hội. Rồi, very good. Opportunity. Rồi, questionnaire, opportunity. What else? What else? Bắt đầu lại từ này đi bác. Accompanying. Ok. À, từ này đọc sai nữa này. Bắt đầu lại từ này đi. Envelope. Ủa dạ? Rồi, đọc xong mà quên đi bé, đừng có nhớ. Envelope, ok. Envelope, nha. Nghĩa là gì? Envelope, what does it mean? Chuyện Thôi rồi, bây giờ là xong xuôi rồi ha. Bây giờ mấy cái từ kia là cô thấy ổn rồi. Bây giờ bé dịch thử cho cô nghe coi. Cái đoạn này. Kira được thành có một leader, Leader là nhà lãnh đạo đó, giống như người đi có đầu một á. nhà Beauty. có một nhà Đã, lãnh đạo. có hả? Has been là thì hiện tại hoàn thành mà. Tức là từ Đã từ hoàn trước thành. đến giờ là nó là cái người đi đầu trong cái nền công nghiệp sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, health care. 15 năm về trước. Ok. The last trong 15 năm, không, trong 15 năm đổ lại đây. Ok. Over that time. Qua cái thời gian đó thì chúng tôi có Có thể thể chúng tôi có thể khởi xướng và bắt đầu một vài cái brand nhãn hàng mà nhãn nó hàng được nhận rất là bởi tốt đẹp bởi tất khách hàng của cả chúng tôi, bao gồm bao gồm Chandra tiếng nè, Fem tổng tiếng 05 và bao nước gồm nước hoa hoa. Flower, Ballet Flower, ok. Và cái son môi, Nice, Say. Nice. Ok. Để phản hồi tốt hơn và Anticipate anticipate là có thể tiên đoán được nhu cầu của khách hàng của chúng tôi. Thì chúng tôi phải mail, là gửi mail
cái bạn cái câu Ừ, hỏi nghe. bạn câu hỏi khảo sát đến cho những người mà giống như bạn, just like Dạ, you. Ok, so đây là yeah, cái cơ đây. hội mà Để cho chúng tôi biết rằng là bạn muốn cái sản phẩm về sức khỏe và làm đẹp. ok À, bản bạn câu có hỏi hỏi không? này thì mất ít nhất là 10 phút để điền nó và bạn có thể thoát Return it rút là đưa đưa trả lại nó và cho đưa chúng, đưa cho chúng tôi trả lại cho chúng trong cái trong cái phong bì kinh doanh được prepare là được trả trước đi kèm, ok không? Rồi Rồi chúng chúng tôi tôi hy hy vọng vọng rằng bạn sẽ dành một ít thời gian để làm nó, cũng như là nó sẽ giúp cho chúng nó sẽ giúp cho dịch vụ của chúng tôi tốt hơn Nó giúp chúng trong tương tôi phục lai. vụ bạn tốt hơn trong tương lai. Ok không? Rồi. Xong bây giờ mình thử thêm một đoạn nữa đi. Để cho bé đọc xem. Rồi, đoạn này cũng không dài lắm. Rồi đọc đi bé. Tuna Wonder welcomes you to a city that has become a shining example of intelligent urban planning and which recently won its Biết. bid for a world class event Event. this year Event là khi mình không có event. tên, còn sự kiện đọc là event. Ok, continue bạn. This year, the International Trade and Industry Exposition, Event. that Occurs. occurs once every 5 years, is coming to Tonawanda. This event was originally held in Yes. Helsinki 20 years ago and has been held in Geneva, Lima, and London since then. This is Tona Wonder's chance to show its stuff